Ừ, mù Mù à? mù Ờ vào cậu mù ừ. là chú đi được 10 ngày mà không quay lại. Ông bảo thế á? Bảo chú đi được 10 ngày rồi chưa quay lại á? Ông nhớ cơ à? Ui rồi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Tiếp tục cuộc hành trình thì mình sẽ sang nhà ông cụ. Đấy. Hôm nay thì cùng bí thư và trưởng thôn. Buổi chiều nay thì cũng muộn muộn rồi, buổi chiều rồi. Sang nhà ông cụ tí nhưng mà không biết ông cụ có nhà không. Nên là hôm nay mua ít đồ vào cho ông cụ và sang là cọ ít nồi xoong bát cho ông ý, xong là Thắng về. Đấy. Xong khoảng có thể là 2-3 ngày nữa Thắng mới quay lại. Chờ khi nào trưởng thôn và bí thư làm chuồng lợn. Có nhà không anh? Anh không Hồng. Có nhà không? À. Hôm nay vào chỉ lên bảo không biết. Hôm nào đâu kéo nguồn nước từ chỗ nào về anh Hồng? Bên kia. Hả? Bên kia chỗ cây 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 ấy. Ờ kéo từ bên đấy cơ à? À. Hôm nào hơn 200 mét đấy đó anh nhỉ. 200 mét là không trôi được đâu. Kia 300 mét đấy nhỉ. Mình kéo nguồn về cho ông ấy, cho ông ấy đỡ phải đi xách nó vất vả. Ông đi xách tận dưới kia lên. Ờ xách dưới ngược dưới kia lên xa quá. Nửa tháng nữa vào đây tha hồ ăn dưa chuột nhỉ. Đây này. Dưa này nó không phải là dưa dài dài nha, dưa này là dưa này là dưa của người Mông. Dưa Mông. Đúng rồi, quả ngắn ngắn to to. Có không? Nhưng mà anh có mang chìa khóa không? Vâng, anh mang mà. À mang thì được. Để cửa à? À phơi quần áo ở đây. Ông ngủ trong đó. À, ông ngủ. Gọi nào, ngủ trong á. Này. Ông đang ở nhà này. Ông ngủ. Gọi thế nào? Ông dậy. Dậy chưa? Hôm nay là không mua được bánh chưng cho ông. Lý do bánh là buổi trưa ông, muộn. Không, bây giờ ông không thích ông ấy rồi đấy. Không thích ăn bánh chưng nữa rồi à? Thế ông à? Chắc ăn nhiều cơm ngấy rồi. Ngấy rồi à? Sợ rồi à? À. Ủa. Sao như kiểu say rượu ấy? Không biết ạ. Hả? Phải say rượu không? Chắc không phải. Hay là đang ngủ thế? Dậy. À cười rồi, cười rồi. Có bộ cổ cháu à? Hay nóng quá? Sao ấy có vẻ hay như ốm ấy? Anh Hồng có bộ hồn cháu có vẻ buồn buồn đấy. Có hồn cháu nó nó có bộ hồ nó nó có bộ tô hồn cháu. Đây là khăn mặt này, bảo ông là khăn mặt mới bóc ra cho ông ấy cho ông nhìn. Buồn rồi mùa luôn đấy, khăn mặt mới. Đây cá hộp đây. Đấy. Đó. Cá hộp đây. 25.000 đấy. Ui chết rồi. Đấy. Cái này 23.000 còn những cái này hai, cái này 23. Này 25. Đấy, loại đấy, mỗi loại mì chính, dầu rửa bát đây. Đấy, dầu rửa bát này để cọ hết cái nồi niêu xoong ở trên vung đi cái những cái bẩn luôn đấy. Đấy, còn đây là gà. Gà này thì rửa để tí nữa chặt rang cho ông. Chắc là từ Tết giờ chưa ăn thịt gà rồi. Từ từ hôm xuống nhà anh Hồng rồi. Từ hôm làm cái nền nhà anh ấy chắc là chưa được ăn thịt gà rồi. Mà hôm nay có vẻ ông vừa ngủ dậy. Vừa ngủ dậy à? Ừ. Cái này bóc ra mới biết là khăn mặt. Ông chắc chưa nhìn cái này. Ông nhìn cái khăn ở ngoài to to này. To. Phù giúp mùa to. Chào đây nha.
Lũ à, khi nào? Anh bỏ cái hộp cá, mấy hộp cá vào trong kia đi. Mì chính nhá. Có lũ điều khiển nè. Túi này, trong túi này. Điều khiển chắc trong túi. À, túi bây giờ ông đeo túi này rồi à? Ông đeo túi này rồi. Ok. À, đứt cái quai này rồi sao ấy? À, đứt rồi. Buộc quai khác à? Nó không nhỉ. Ừ, đứt rồi. Ui dồi, vẫn nó còn treo nặng quá. Vẫn còn buộc cái mác ở đây, giá ở đây. Giá cái máy nó còn nguyên. Nó còn lúc khi tí này. Khi tay à. Đâu? Giấu trong kia kìa. Điều kiện. Xem ông còn cái gì ăn không. Làm gì còn cái gì ăn. Ông làm gì có cái gì ăn. Chắc chắn là không có gì ăn. Có gì ăn không? Chỉ có ăn rau, rau mới măng mới củ chuối có cái gì. Làm gì còn. Hôm nay ông ăn cái gì hỏi ông ấy. Có. Đây, hôm nọ mua cho cái xô rồi. Đây. Mua cái xô đây, gạo đây. Để gạo ở đây rồi. Tao lại thấy có ấy một nồi ngô kia. Ngô này chắc ông tế cho. Đấy, gạo bây giờ để vào đây rồi, đảm bảo rồi. Hôm nọ thấy ở trong nồi kia mà. Bật điện lên làm gì? Ông bảo cứ sáng rồi. Thế pin nọ đưa tiền, anh chưa mua pin mới à? Mua rồi. Mua chưa? Mua rồi. Thế pin đâu? Pin này vẫn pin đôi cũ không. Hôm nọ của nhà anh gì? Không phải. Ui gì phải, hết phải rồi. Ông rồi mà. Ui pin này gì hết rồi này. Chả biết ông làm thế nào, ông làm cái này ướt hay sao? Hay là không, hay là ông lắp ngược. Ông lắp ngược mẹ tụi này, cái này cháy hết. Ngược thật, pin hỏng hết rồi. Đúng, lắp ngược. Rồi. Đấy. Ui pin đấy làm sao được nữa, pin đấy hôm nọ pin hết. Thế pin mới hôm nọ đưa tiền mua đâu? Để đâu? Pin mới kia ở nhà, ở dưới nhà kia. Ở nhà, nhà anh không mang lên hai đôi mà, mang hai đôi cho ông rồi mà. Thế à? Thế có cái này ông lắp nhầm. Ông lắp nhầm nó chậm rồi. Mà sao ướt thế? Nó nhầm, lắp nhầm như là nó cái này ấy. Nó chảy axit ra. Nó chảy axit ra. Khổ. À, một mình ấy. Đấy, có lên được đâu. Pin đấy, mai tí nữa, mai lấy cái pin mới lên xem nào. Chết giả. Cái này nó chảy rồi. Nó lắp ngược kiểu này. Ừ. Thế là nó phải như này. Ừ. Ông làm dê nước à? Cái này ông làm ướt à? Cái này ướt thì hỏng luôn nữa. Ừ. Này, ướt thật đấy. Đây. Lao qua cho nó ấy. Khơi nó khô. Nó lao luôn đi. Cái này là hỏng rồi, cái này là nát rồi. Cái này không có phím nhỉ. Ừ. Không có phím nhỉ. Khóa kia đúc trong túi. Ông không biết sử dụng ấy, sử dụng cứ để linh tinh ướt đi. Khổ rồi. Đấy, ở người già một mình 71, 72 tuổi. Đến mình nhiều lúc sử dụng điện tử, điện lạnh còn không biết sử dụng như... Đúng không? Lắp nhầm là hỏng luôn. Anh Hồng có biết sửa không đấy? Anh lợn lành tí lại thành lợn. Đấy, lắp lợn lành thành lợn quê. Thì... Cổng chỉ ở đây, chứ cổng không phải ngược cái này. Úi, ông cứ mần mần cái chai dầu rửa bát kia, ông có biết không đấy? Không biết mà, ông trước kia ông cũng sử dụng. Thấy cứ cầm cầm đấy không? Mặt ông bị sao kìa? Hả? Sướt sướt kìa, phải không? Hay bẩn? Phải bẩn không? Trưởng thôn xem nào. Bảo rửa mặt đi. Bố bà, bố bà, bố bà, bố bà,
Nói lộ. Phải bật không? Lâu bối. Hình như là cái chân gác này hình nào ấy. Cái chân. Đầu nó ở đây này, cái đầu này nó cắm ở đây không phải. Thế à? Mà cái đầu nó phải như thế này. À. Nên nó có biểu hiện này. Ông ấy lắp ngược phải không? Ừ, ông lắp ngược này. Được chưa, khô chưa? Cái kia nó báo vẫn đỏ đỏ như là được mà. Ờ, cái báo thì chẳng qua là do cái điều khiển nó lắp ngược pin. Ừ. Nút thấp là nút này không? Đây, bật đây. ON đây. Xong, pin này có khả năng hỏng rồi. Ấy, sáng rồi đấy. Bật toát giữ im. Đấy, rồi, ok. Đấy. Thử cái này tắt được không? Cái này đã tắt được. Không được. Cái này vẫn ăn à nhỉ? Ăn à, điều khiển nào vẫn ăn mà. Thử lấy cho. Thay pin khác này. Ông lắp ngược cái nó chảy nước ra hết rồi. Mỗi lần vào lại phải sửa. Đấy, ngó ngó đấy, ngó ngó. Một tí phải dạy cho ông. Dạy gì, dạy bao lần rồi. Dạy nhiều rồi. Ngó ngó. Ông chẳng biết đâu. Đấy, tại sáng luôn, tại pin, pin ông lắp ngược đây. Lắp ngược nó chảy nước. Để rồi. Con chỉ leo nó, con thấy con chỉ sợ khó đơn chỉ chi hồ. Lúc con đúng khe nhớ ý được rồi. Nhớ chỉ. Con chú. Hồi nó mới lúc mềm mềm nhớ bể nó mà, lúc mềm mềm nó nhớ bể nó hay dỗ. Lúc mềm mềm nó tuôn đả nó chỉ dỗ. Lúc mềm tuôn bể nó hay dỗ. Hồi lúc nào lúc mềm mềm tuôn đả nó. Nó nhớ nó tuôn bể nó hay dỗ. Mày lúc khó quan nó tuần đàn nó hay gió. Lúc hồng nó mới mềm mềm nó mà lâu mới nó mềm mềm nó giờ tin lâu uống bê gì tôi uống nó. Nó hay gió. Không có toàn nó tuần đàn nó không được. Tại pin rồi. Được bẹt quá rồi. Bỏ pin đấy đi, bỏ đôi pin đấy đi. Có gió thì chỉ tôi. Đấy. À gió. Con lá chỉ gió là. Con rủi ro con chỉ bóc ua mà con chỉ lê nó lỗ. Con lê lỗ thì chả có ua chỉ tâu cho cắp bùa lỗ. Cho cắp bẹt ua lỗ. Được rồi, bây giờ lấy cái ấy kia đi, cho hết những cái ấy đi cọ đi trưởng thôn bí thư ơi. Rồi, ấy được rồi. À, lấy vung ấy, lấy hết những cái vung ấy cọ đi. Xong lấy cái nồi nào để ấy. Để có con dao nào chặt gà chưa? Có, ông có dao đi. À. Dao chặt gà, rang con gà cho ông. Nồi này là một bộ hoặc là không phải. Khác nhau. Ui giời, mấy cái nồi này. Rửa hết sạch ông gần. Ông dùng gần. Ông chịu rồi. Thôi thủng rồi bỏ. Không, cái đấy thì rang gà được, nếu không thủng. Cứ mang đi cọ đi xem nào. Chắc chưa thủng đâu. Ừ. Chẳng qua nó gì xét nó nhiều hơn. Khi anh Hồng bỏ hết những cái kia xuống, xong lấy cái chổi kia khù hết xuống, quét hết đi. Chổi bên này này. Lâu ngày đấy, cái món chậu đấy. Cầm hết đi. Xuống cọ được cái gì cọ. Cái này múc thịt. Cơm này để cho này. Lấy cũng có mỗi một bầu
Dầu rửa bát đây đây, anh cầm đi, cọ sát đây. Được rồi đây. Đây. Rồi, rửa bát. Ô quên không cầm con gà xuống. Rửa luôn. Ờ thì hỏi ông xem là luộc cái ủ cho luộc cho ông ấy. Đừng rang nữa nhỉ. Luộc ăn thì nó khác này. Mùi vị nó khác hơn. Ờ thế thì luộc. Luộc ăn thì ông ăn cái này ông cắt từ xế thôi. Ờ. Ăn từ con. Uống nước lá nó ngon hơn. Hôm qua là nó có vôi thì mình ngại tí, nếu không có vôi thì được. Luộc vào cái nồi nào được? Nồi nào to hơn thì luộc. Ừ. Rồi ông cháu mấy con gà thả mấy con gà đấy đi bới hết. Thế à? Thả gà ra nó bới mà. Cái nồi, những cái vung nồi này chắc là lâu lắm rồi, chưa cọ rồi. Từ lúc mua về rồi. Từ lúc mua về chưa cọ. Đúng không? Muốn luộc á? À? À, thế thì luộc cho ông ăn. À, thế rửa đi. Trong đấy hình như nó vẫn còn có gan có viết đấy. Mọi lần là hay như vậy. Mổ xong họ cho hết vào đấy. Vừa có cái này này, gì này. Nồi này có vừa không? Cái nồi to dưới này này. Nồi của ông bẩn quá rồi. Đây này, cái nồi này này. Đó. Cái này to hơn. Cái này có vung không? Không phải. Đảo mình cho vào cái nồi kia ra mình cứ gọi. Ui giời, bơm nhiều thế. Làm phát lưng chai. Chảo rồi. Nồi son toàn những cái như ở đồ cổ. Lấy củi về chú. Không ai vào nhà, không có nhà cho đưa đồ cho bà cụ. À, cho gạo với cả cho đồ ăn. À. Đây, nó tha. Đây, nó tha. Đây. Xin. À, đây. Nó tha. Đây. À. Xem một cụ có nó tha không? Nó tha. Yếu quá rồi. Mà dạo có vẻ hốc hác gầy thế nhỉ? Yếu quá rồi. Yếu lắm rồi anh Hồng ạ. À. Bảo ông ấy không đi rừng nữa thôi. Đừng có đi nữa. Bảo ông không nghe đâu mà. Bảo là ở dưới này. Thôi đi lấy ở dưới này thôi. Ông không nghe đâu mà. Bóc cho ăn nhá. Đây. Nó tha.
kẹo mút ấy, ông có răng cứ định nhá. Anh cứ đánh sạch ở bên trong thôi, còn bên ngoài đằng nào tí vẫn phải đun đen. Nó có phải là bếp ga đâu. À, đằng nào tí đun nó lại đen, không phải cọ bên ngoài. Đấy, bên ngoài chỉ cần bỏ bớt cái ấy bẩn bụi thôi. Còn đâu chủ yếu là bên trong cái vung cái thứ là đánh cho nó sạch thôi. Đó. Còn đâu bên ngoài cọ thì tí nữa mình lại đốt đen xì mà. Vâng, tập trung vào làm thì không bằng kia, bởi vì kia thì nó... nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ tập trung vào làm nhanh hơn, còn nếu làm tập trung thì nó sẽ có người tị nhau à? Cuốc, có người thì kiểu chuyện, có người thì cầm cuốc, cầm cán đứng lấy nghe, đông người có chả biết làm thôi mà. Thế à? Mình chia phân chia là mỗi nhà mấy mét thế là nhanh nhất à? Nhanh nhất. À. Chứ còn không là chia ra tủ cũng được. Thế à? Mà không chia như thế là có những hộ nó ra nó đứng chơi đấy cả buổi, có khi nó chưa làm vẫn tính công. Vẫn tính công, nó đứng đấy rồi mình cũng tính công gì ra. Thì làm đấy nó đều hơn mà nó không có ai thắc mắc gì được. Thế à? Còn mà ông kia đứng thôi thì gọi thì lại thành cái nhau. Ừ. Thế là tôi rất là khoán trắng luôn cho mỗi nhà mấy mét. Khoán chán luôn. Ừ. Cái hôm nay ông đi làm việc của ông thì mai ông ra làm luôn. À. Thì nếu mà tập trung thì có người sẽ đứng, có người sẽ ngồi, có người sẽ đi hút thuốc, uống nước, tán phét. À. Thế là không ra việc. Ừ. Thế là tốt nhất là đấy. Nhiều bác là cứ hỏi tôi là bảo tại sao không tập trung vào làm. Nên là trưởng thôn đã giải thích rồi nhá. Đấy. Đán dầu có cái đàn trâu béo phết thế này. Dạ. Trâu mùa này đang béo cỏ non đúng không? Công trình này không có anh Thắng thì còn mình còn lâu làm mới, còn lâu mới thúc đẩy được tinh thần, mới có không có tháng thì chưa có con đường kia đâu. Chưa được. Và bây giờ tinh thần của mọi người cũng thấy thoải mái hơn nhiều chứ. Ờ, đi lại tốt rồi. Đi lại vô tư luôn. Ừ. Bây giờ chở cái gì nặng qua đấy là thoải mái rồi. Chở xe máy ấy. Không lo ngã như ngày trước, không lo vất vả nữa rồi. Bây giờ chỗ đấy lại là chỗ dễ đi nhất. Ngày xưa nó là khó nhất đúng không? Nhưng bây giờ nó lại là dễ nhất. Mưa nắng chấm thét gì đó đi được tốt. Ừ. Không phải ngại một cái gì cả. Mà những tấm lòng hảo tâm đấy mà máy không bao giờ phai đấy. Ừ. Chúng bay ấy thì được bay rồi thôi, cũng chỉ cho nó tha. Xin chưa? Đấy. Tuổi cao sức yếu rồi, đúng là ăn xong là đã mệt rồi. Không có thời gian rửa bát nữa. Lúc trẻ bây giờ ăn xong phát là cầm điếu, cầm thuốc mà ngả lưng phát thôi. Cũng lười quen này. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm mà. Đúng không? Nhìn bát đũa sạch đấy, nhìn bóng loáng như này, ăn nó chả ngon à? Chả sướng à, đúng không? Đống bát đũa, chưa có bát đũa, đây nguyên nồi đấy, các nồi son của ông ấy vung nước các kiểu con đà điểu. Dầu rửa bát cũng làm phát hết nửa chai rồi. Đấy, sạch luôn nhá.
Cười rồi. Đấy. Cháu Xì, cháu Hồng ngồi cọ nồi cho cá buổi chiều. Cho luộc cho ông ấy. Đây cái nồi này này. Luộc cho cái cho muối vào. Luộc vừa nó vừa chín vừa ngấm vào. Cho luộc cho ít muối vào gì? Nó hỏi mà nó ăn nhạt hay là ăn muối mà phải cho muối vào. Cho muối vào khi nó chín là nó muối nó ngấm hết rồi này. Hai con bà máy là ở đấy là có cái giỏ giết còn đỡ buồn. Buồn. Ông cụ ở đây một mình. Béo căng phồng. Chưa. Bây giờ thì nó sôi sục hết rồi. Tèo hết vào rồi, già rồi. Như mình này gầy còi này mai già ra nó thì còn xương không. Ông Ngải trước còn béo phì phì phồng phồng như là ông Ngải trước béo thế cả. Trước ông béo chứ không quá béo đâu, chẳng qua là người nó bình thường, mắt đủ bắt tay chân tay to. Nói chung là vạng vỡ. Nhưng bây giờ là hết thời rồi, già lắm rồi. Đấy, cho vào nồi đấy. Kinh, chẳng ngoánh kinh. Rồi, đấy. Cắt chân không? Cắt rồi. Chỉ đâu cắt được. Cắt. Chưa cắt. Cứ thế này đã, nó mới chặt. Ừ. Ông thích ăn luộc. Có khi ông được ăn luộc rồi, ông có khi ông thích mà. Ừ. Ông muốn ăn luộc. Cái chậu nhựa kia của ông à? Mù chê à? Này, trưởng thôn, hứng cho ông một cái này. Ừ. Nào làm được nguồn nước cho ông rồi ông đỡ phải đi xách. Hôm nào mang kéo và cắt tóc cho ông cái, tóc lại rậm rồi. Lấy rau à chị? Đợi chưa, đưa anh xách cho, em bê nồi gà đi. Bằng ấy có đủ ăn không? Nhóm bếp đi anh ơi. Lại khóa cửa rồi. Chị, ông khóa rồi á? À? Ui giời, kinh nhỉ. Bây giờ đang có đồ mới. Đang có đồ mới. Kiểu vừa cho đồ ấy. Đi ra khỏi nhà cái phải khóa ngay à. Thế là khóa cửa rồi à. Ngậm mấy kẹo tiếng rồi chưa hết rồi. Thế có đồ hết không à?
À, mình cứ đưa nhóm bếp lên đun phát là cho ông khắc ấy thôi, mình cho ấy vào. Nồi xong cọ sạch sẽ rồi. Đấy, ngày xưa làm cái khóa dạy mãi cuối cùng bây giờ cũng biết mở hơi chứ. Đúng không? Dạ. Yeah. Còn cái điều khiển nữa. Cứ lâu lâu lắp pin lắp biết là ngược. Lắp ngược thì nó cháy. Chống vào đây, chống đây. Nồi, nồi kia cầm vào kìa. Cái nồi này phải úp. Mẹ gà có còn ăn đấy đất luôn. Đây này, ông có đóm thế này. Nó cay. Em cứ cảm tưởng ông ấy gầy gầy đi kiểu gì rồi. Nhờ? Hả? Gầy gầy kiểu gì? Đấy, chưa gì đã phải đi tìm điếu rồi. Điếu kêu cho lòng anh say, lòng anh say lại có cái điếu cầy. Điếu cầy chống hút vợ say. Có thằng cu tí lăn quay ra nhà. Lúc kìa mệt bao nhiêu mệt thì hút phát điếu thuốc là tỉnh luôn à? Hết mệt luôn à? Tỉnh mà tinh thần thoải mái một tí. Lúc nào nhất lúc nào cãi nhau với vợ anh nhỉ? Ra phải bắn 5 điếu liên tục. Cầm ống điếu về không thả luôn. Cầm ống điếu về không thả luôn đấy nhỉ. Thuốc lúc nào hết thì gói thuốc là thôi. Mọi khi luộc vào cái nồi lõi nồi cơm kia kìa. À, cái này không được đâu. Anh thử xem cái nồi đấy nào. Nhấc nhấc nhanh lên đây nào. Đấy cái nồi đấy anh Hồng. Thử đặt vào sao được không? Đúng rồi, anh thử đặt đổ ra. Đặt gà sang trước. Làm gì? Cần gì? Nóng đâu, chưa nóng đâu. Thoải mái. Ủa, đã nóng nhanh nhỉ? Đúng lửa. Đấy. Rồi. Ông đâu rồi? Mấy ông trên này đúng là không chịu được nóng mấy. Cứ nắng lên cái là vã hết mồ hôi rồi. Anh như cứ thế mà. Nắng thì là tớt mồ hôi mà. Kìa. À kia kìa. Nồi vung ở trên như kìa. Ông đi lấy kìa. Đấy kia kìa, để trên kia cầm vùng về. Bác họ lấy đi. Họ để họ lại mượn lên đấy rồi. Nó nhiều cái, nó 5-6 cái thì họ có những mượn. Đấy, đang cầm vùng xuống đấy. Ôi chờ hắn nói đây vô già là dồn ní. Cây đào là như kiểu ai lại bớt quả đi rồi sao á? Nó tầm lưu dụng. Không có ai bớt ăn. Này vô thế à? Nó phải 2 tháng. Quả đào đấy á? Là như trú số. Gần 2 tháng. Trên rừng kia đầy. Hôm nọ đi nhưng mà rừng kia chắc không còn đâu nhỉ?
họ ăn hết luôn quả đào ấy. Ôi, quả đào cứ nhiều thế này có ai ăn hết rồi. Dụng mái dụng dần dụng. Chín dụng hết à? Nhưng có những cây nào nó ngon ngon thì ăn hết đấy. Những cây nó đắng lắm. Quả đào á? Đi lờ dở lắm à, yếu lắm à. Cảm thấy yếu từng ngày. Nhờ, chị nhờ. Chưa có khỏe lắm được. Sao làm bán hết cái gốc kia đi. Gốc nào? Gốc đào này. Gốc đào sao bán đi? Bán đi trồng mới. Trồng gốc đào khác á? Ai mua gốc đào này? Có tiền mua là. Thế à? Nhưng mà sao gốc to đẹp này để ở đây này, vung đây này. Thấy chưa? Dạ. Dạ quá nó cũng như thế này. Quả nó không thôi. Không ăn thua à? Dạ, dần cho muối vào chưa anh Hồng ơi? Rồi, thế bảo ông ấy, bảo ông mù chê ra. Tôi bảo là gà đấy luộc đấy tí nữa ông bỏ ra. Có cần phải chờ chín không? Hả? Thế mình chỉ có mà chờ đó. Chưa có mà chờ đâu. Còn cá kia bóc ăn bảo ông cá với thịt hộp kia. Ông bảo ăn nhá. Có cho tập lấy cho có mà chào. Cá chắc ông biết ăn rồi. Lần trước cho 10 hộp đấy là ông biết ăn cá hộp rồi phải không? Mù chê à? Nghe. Đưa sẵn đưa. Chê nâu. Mù chê hô tù. Ô nô hê tù á tù. Mù chê à? Mù à? Ông bảo thế á? Bảo chú đi được 10 ngày rồi chưa quay lại á? Ông nhớ cơ à? Ui dồi. Thôi mù nhá, mấy hôm nữa lại quay lại. Chị Vương chị dịch là ông tầm 10 ngày thôi đấy nhỉ? Ông bảo là ông nhớ là chú Thắng đi 10 ngày rồi chưa quay lại. Khổ quá nhỉ, ông nhớ từng ngày. Ơi, mù á. Nó cay nhá. Đếm từng ngày. Đếm từng ngày nhỉ? Ông bảo là chú Thắng đi 10 ngày rồi chưa quay lại. Chết tôi rồi, chết rồi. Đây, anh ơi. Anh ở đây à? Anh đi về sau. Thế thì để ý gà cho ông nhá. Thế em mới ở trưởng thôn ra trước. Thế ấy để mai ngày kia lúc nào chở vật liệu thì em vào. Xong thì chiều sáng mai chở thì ngày kia em vào. Em ra đây. Ông còn nhớ rõ là từng ngày là tôi bao nhiêu ngày chưa quay lại. Ông nói là 10 ngày rồi chú Thắng chưa quay lại, chết này. Lần trước mình vào cho gạo ấy, mới cả cho cái xô kia ấy, là đựng gạo ấy, mới treo thịt ấy, là ông không nhớ đúng không? Lúc đấy ông không ở nhà nhờ, công nhận không? Cái hôm vừa rồi thế là anh vừa mới vào chứ làm gì chục ngày đâu, đúng không? Nhờ, chưa đến chục ngày đâu. Vừa hôm cách đây là anh nhớ là anh không nhầm là anh sang cùng, là anh lấy cái xô xanh kia, mới cả xách túi thịt vào, nhờ. Cuối cùng tôi xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của tôi trên đỉnh Đán Dầu.